kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin hôm nay của chúng tôi hy vọng quý vị sẽ cập nhật được cho mình những thông tin hữu ích nhất đừng quên nhấn like để ủng hộ cho chúng tôi và nhấn nút theo dõi kênh để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào quý vị nha sau đây là những nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trước thời điểm mũi trưởng long xác nhận ly hôn vợ và có con hậu hoàng có động thái gây sốc Tối ngày 17 tháng 3, mạng xã hội như nổ tung với bài đăng xác nhận đã có vợ, ly hôn vợ và nuôi dưỡng cậu con trai 4 tuổi của mỗi trưởng sau nhập ngũ, Nguyễn Việt Long. Lý do khiến anh buộc phải chia sẻ về chuyện đời tư là bởi đã có quá nhiều netizen soi mối, công kích những vấn đề của cá nhân anh và những người xung quanh anh. Điều đó khiến mũi trưởng Long không thật sự thoải mái, vì vậy anh chọn một lần nói hết rồi thôi. Trước thời điểm mỗi trưởng Long công khai việc ly hôn và có con, Hậu Hoàng, người bạn đồng chí được đẩy thuyền cực mạnh với anh đã có động thái gây bão trên mạng xã hội. Cụ thể, cô nàng đăng tải clip TikTok đặc biệt với sự tham gia của dàn chiến sĩ cũ cùng mỗi trưởng Long. Video này được quay vào ngày 16 tháng 3 khi nữ YouTuber và Khánh Vân bất ngờ bắt xe ghé thăm đơn vị do quá nhớ các đồng chí. Trong clip, mọi người đều rất thoải mái, vui vẻ dù đã xa nhau cũng được vài tháng. Biểu cảm nhăn nhó nhưng vô cùng đáng yêu của mũi trưởng Long cùng sự diễn sâu của hậu hoàng cũng được nhiều người chú ý đến. Trong sau nhập ngũ năm 2020, Thuyền Long và Hậu là một trong những chiếm hạm được ship nhiều nhất, tương tác giữa cả hai tự nhiên, chân thành, không cố gắng tạo lớp like câu view. Nhưng chính điều đó lại khiến khán giả càng yêu mến cặp đôi hơn. Được biết, ngoài đời Hậu Hoàng cũng là người bạn thân, thường tâm sự mọi điều trong cuộc sống, công việc với mũi trưởng Long. Dù quen biết chỉ được vài ngày nhưng nhờ hợp tính, hợp tuổi, cả hai đã nhanh chóng thành một đôi bạn thân thiết thứ thiệt. Hậu Hoàng, các chị em nhìn vào Bảo Trong mình và Long như hai thằng đàn ông chơi với nhau vậy. Từ youtuber đình đám sở hữu loạt clip hàng chục đến hàng trăm view được netizen ngưỡng mộ, Hậu Hoàng nay càng được khán giả yêu mến khi xuất hiện trong chương trình sau nhập ngủ. Gần kết thúc chặng đường 7 ngày trong môi trường quân đội, Thánh Nhạc Chế ít nhiều đã có những kỷ niệm vô cùng ấn tượng khó quên khi lần đầu xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế cùng trò chuyện với hậu hoàng để nghe những chia sẻ của nữ youtuber về những trải nghiệm tại sao nhập ngũ cũng như chiếm hạm thuyền lâu vàng hậu đang được netizen nhiệt tình đẩy nhất thời điểm hiện tại. Ban đầu mình cũng do dự lắm, mình tự thấy thể lực mình khá yếu, huyết áp thấp và cũng hay ngất sợ không dậy sớm nổi không theo được chế độ giờ giấc sinh hoạt của quân đội các thứ đây là lần đầu tiên mình tham gia một chương trình truyền hình thực tế chưa có kinh nghiệm gì cũng chả biết phải trang bị gì luôn vậy nên mình đi với một tâm trạng cực kỳ thoải mái kiểu như để tự nhiên cái gì đến thì đến ấy mang danh gia đình quân đội, hậu hoàng cũng không cảm thấy áp lực lắm. Thật ra thì các chiến sĩ cũng phải trải qua quá trình rèn luyện vất vả mới có thể thực hiện tốt các thử thách trong đơn vị. Chúng mình là các chiến sĩ mới, cũng chỉ có 7 ngày để trải nghiệm nên việc không làm được một vài thử thách. Mình nghĩ cũng không có gì phải lo lắng và áp lực cả. Quan trọng là mình phải cố gắng hết sức mà thôi. Tại sao nhập ngũ, nhiệm vụ khó khăn nhất đối với mình là gác đêm, tại mình sợ ma lắm. Mọi người cứ bảo các anh quay phim chắc đứng gần đâu đó, có gì đâu mà sợ. Nhưng thật sự thì mình chỉ đứng một mình Không hiểu mọi người cài được máy quay hay trốn ở đâu mà giỏi thế Giữa đêm ở một khu nhìn như nhà hoang Không gian tĩnh lặng Đèn thì cái bóng bé xíu thỉnh thoảng lại tắt tới thôi Mình lại tưởng tượng 1001 câu chuyện ma trong đầu Thế là hôm đấy gác xong về phòng rồi sợ ma quá cũng khóc một lúc Mệt mà cứ nghĩ về lúc gác không ngủ nổi luôn Nhắc đến sau nhập ngủ Chiếm chọn lai hiện tại chắc chắn là thuyền giữa hậu hoàng và mũi trưởng long Nói về vấn đề đó, hậu hoàng rất bất ngờ. Vì đồng chí Long đợt nhập ngủ, các chị em nhìn vào còn bảo trong mình và Long như hai thằng đàn ông chơi với nhau vậy. Chúng mình gọi nhau là thằng bạn, hoặc mình gọi Long là chị em thứ 12, Long cũng gọi mình là thằng em trai nữa. Năm nay, sáu chị em, sáu màu sắc khác nhau, chưa kể những người đồng đội đáng yêu nữa, với mũi trưởng Long nữa, rồi các bạn biên tập cũng mặn mòi. Mình nghĩ tất cả yếu tố kết hợp với nhau mới tạo ra một chương trình thành công như vậy. Chứ mình với đồng chí Long chỉ nên gọi là một chút phản ứng hóa học nhỏ thôi, thêm một chút đáng yêu nữa cho chương trình mà thôi. Những khoảnh khắc đốn tim fan của Hoa hậu Kỳ Duyên trong sao nhập ngũ Sao nhập ngũ là chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam, với sự tham gia của các nhân vật là những người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như truyền hình, sân khấu, âm nhạc, Chương trình được chia thành nhiều mùa, mỗi mùa sẽ có sự tham gia của các nhân vật khách mời, cùng trải nghiệm những thử thách thực sự trong môi trường huấn luyện quân đội. Mới đây, mùa mùi của sao nhập ngũ đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng khi có sự xuất hiện của dàn sao đình đám, youtuber Hậu Hoàng, diễn viên Nam Thư, Khánh Vân, Diệu Nhi, ca sĩ Dương Hoàng Yến và đặc biệt là Hoa hậu Cao Kỳ Duyên. Vốn xây dựng hình ảnh mạnh mẽ, cá tính, Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên được cho là rất phù hợp với chương trình sao nhập ngũ. Tuy không gây chú ý quá nhiều về những chuyện nề nếp sinh hoạt, thể lực, nhưng Kỳ Duyên được xem là nữ chiến binh mạnh mẽ, ấn tượng nhất trong chương trình. Mới đây, người đẹp quê Nam Định đã chia sẻ loạt ảnh ấn tượng của cô trong suốt thời gian tham gia chương trình. Trong bộ quân phục, mặc dù không được trang điểm hay làm tóc cầu kỳ, nhưng Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn vô cùng nổi bật với chiều cao khủng và các đường nét cuốn hút trên gương mặt. Nhiều khán giả nhận xét họ cảm thấy người đẹp họ Nguyễn xinh xắn, giản dị và khỏe mạnh hơn rất nhiều khi xuất hiện với diện mạo như vậy. Họ nhận định sau chương trình sau nhập ngũ, họ có thiện cảm và thích nét đẹp giản dị của Hoa hậu này hơn. Bản thân Kỳ Duyên cũng rất trân trọng quãng thời gian tham gia sau nhập ngũ. Hoa hậu Việt Nam 2014 cho hay, cô cũng từng rất bỡ ngỡ, mệt mỏi đến mức có ý định từ bỏ cuộc giữa chừng. Thế nhưng nhờ sự ủng hộ động viên của nhiều người, và đặc biệt là ý thức được rằng đây sẽ là trải nghiệm có màu không hai trong đời, nên Hoa hậu Kỳ Duyên đã cố gắng hoàn thành chương trình. Người đẹp thành nam cũng khẳng định cô tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo chiến sĩ đặc công. Trong loạt ảnh mà Kỳ Duyên chia sẻ trên trang cá nhân, có không ít khoảng khách hài hước nhưng rất đáng yêu của Hoa hậu Việt Nam 2014. Khoảnh khắc cô nàng ngái ngủ, mệt mỏi về những bài tập quá sức khiến Kỳ Duyên gần gũi, dễ thương hơn rất nhiều trong mắt khán giả bên cạnh đó cũng có không ít khoảng cách đẹp của hoa hậu họ cao ví dụ như khi cô thể hiện biểu cảm quyết tâm nghiêm túc thực hiện một thử thách hoặc nụ cười rạng rỡ hồn nhiên khi sinh hoạt trong môi trường quân ngũ có thể thấy sao nhập ngũ chính là chương trình truyền hình thực tế mà kỳ duyên để lại ấn tượng đẹp nhất từ trước đến nay sau nhập ngũ kết thúc bản truyền hình editor bồi hồi dàn cáp tiếc nuối Đối với ekip hàng trăm con người cùng với sáu nữ nghệ sĩ trong Sao Nhập Ngũ năm 2020, hành trình 7 ngày tại Lữ Đoàn chính là một kỷ niệm khó quên với rất nhiều trải nghiệm thú vị. Vậy là Sao Nhập Ngũ năm 2020 đã đi hết chặng đường 7 ngày với 15 tập phát sóng trên truyền hình. Nhìn lại chặng đường từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng, sáu cô gái Nam Thư, Dương Hoàng Yến, Dự Nhi, Hậu Hoàng, Khánh Vân và Kỳ Duyên đã có sự thay đổi rất nhiều. Chặng đường hành quân 5 km cũng chính là những bước chân cuối, khép lại 7 ngày nắng nôi vất vả tại lữ đoàn, nhưng cũng chất chứa quá nhiều kỷ niệm. Mới đây, editor Lê Quý Giáp, người đồng hành cùng 6 nữ nghệ sĩ và chương trình từ khi truyền trạm cho đến hiện tại, đã đăng tải một đoạn tattoo dài nói về kỷ niệm cùng với sau nhập ngũ năm 2020. Trong đó, anh bày tỏ cảm xúc về 6 nữ nghệ sĩ mới. Đó là một năm thư, không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai là một triệu nhi cố gắng tiếng hát ác tiếng bơm là một chương hoàng yến với trải nghiệm sinh tồn đáng quý là một hậu hoàng nhỏ con nhưng luôn học hỏi mọi thứ là một khánh vân dù có bánh bèo đấy nhưng đã dạng dĩ và rắn rỏi hơn nhiều là một kỳ duyên ít nói nhưng chưa bao giờ từ bỏ nhiệm vụ nào dù lớn hay nhỏ bên cạnh đó là những chiến sĩ cũ hiện lên với hình ảnh đẹp và đáng ngưỡng mộ không chỉ riêng nói về giàn cát Editor Lê Quý Giáp còn nhắc đến đội ngũ quay phim thi thoảng còn bị lọt vào khung hình, đây cũng là những con người có công lao lớn làm nên thành công của một mùa sao nhập ngủ. Hành trình sao nhập ngũ bản truyền hình đã kết thúc, nhưng cũng hứa hẹn sẽ có thêm những đoạn anh khết về hình ảnh chưa kịp lên sóng. Hứa hẹn đây cũng chính là những thước phim đặc biệt, ghi dấu không kém 15 tập phát sóng đã qua. Phía dưới phòng bình luận, sáu cô gái cũng nhanh chóng để lại bình luận bày tỏ cảm xúc về chặng đường 7 ngày đáng nhớ đó tất cả mọi người đều cho biết cảm thấy thương ekip và cảm thấy bảy ngày ngắn ngủi đó như một chặng đường thanh xuân không thể nào quên nổi